cho dù có nói đi nói lại, nói mãi nói hoài thì chuyện mua hàng qua mạng vẫn chưa bao giờ là đề tài cũ đối với dân mạng. Điều này lại càng đặc biệt đúng với các chị em những người dành một nửa thanh xuân để mua sắm và nửa còn lại để bóc phốt hội bán hàng online không có tâm. Chỉ đến đây thôi cũng đủ biết những pha thảm họa khi mua hàng online của các chị dài rộng ra sao. Nào là mua chiếc này nhận cái nọ, nào là hình minh họa trên trời xanh còn thực tế là dưới vực sâu, nào là đồ rách hay đồ như rẻ lao, vân vân và mây mây. Nhưng dù gì thì trong loạt tình huống nói trên, người mua vẫn còn cái để so sánh hay đối chiếu phải không? Đằng này có người còn mất 0850k mà kết quả nhận về là cú bút nhanh như các người yêu cũ trở mặt đây. Chuyện là cô nàng cờ hờ đã mua 5 bộ đầu ngủ từ một tài khoản Facebook có tên L. B, mỗi bộ 170k, tổng cộng 850k một con số không hề nhỏ chút nào. Với lý do không ship cô đang ở tỉnh, người bán đã đề nghị người mua chuyển khoản trước 100% số tiền. Chị em mà, một khi đã thích thì mấy mà chẳng nhất, lại còn được ri ship nữa nên cô nàng của chúng ta đã không do dự mà chuyển luôn 850k. Và rồi sau đó thì sao? Làm gì có sau đó nữa, bởi lời hứa sáng em ra số em soạn chục trước khi gửi cho chị nha chính là tin nhắn cuối cùng mà L. Bơ gửi đến cho vị khách nhẹ và cả tin của mình. Sau khi chuyển khoản thành công là một pha bút nhẹ tự bông hồng. Như mọi khi, dân mạng lại tiếp tục bàn tán và chỉ trích người bán hàng phía dưới bài đăng. Đồng thời nhiều người cũng cho rằng chị em nên hạn chế mua hàng online để tránh những trường hợp như thế này tiếp tục xảy ra. Nhưng nói cẩn thận và tỉnh táo khi mua hàng qua mạng còn được chứ bảo họ bỏ thói quen lướt lướt và mua đồ thì nghe chừng khó đấy.